Khánh Hòa. Ở trận đấu ngày nay thì cầu thủ Hoàng Dương đã với Hòn Thư á, là cũng là một trong những cái trận then chốt mà Sana cần phải có điểm để cho cái cuộc chiến trụ hạng. Và ở những thời điểm quyết định á, thì nếu như mà để những em trẻ vào nhiều á, thì cũng có lợi là các em sẽ có kinh nghiệm, nhưng mà nếu mà sơ sẩy một có một phút mất tập trung thì sẽ đánh mất chiến thắng. Cho nên ban luyện đã phải sử dụng đến cái những cầu thủ mà kỳ cựu, và đây không phải là phương án tối ưu cho cái chặng đường dài, và ban huấn luyện phải có những cái phương án tiếp theo để làm sao mà các em nó phải hòa nhập nhanh và với cái lối chơi của cả đội, và cái các em nó phải đủ cái bản lĩnh để trong cái chặng đường dài tiếp tới. Bước đầu trận đấu á, thì đội bóng cũng đặt mục tiêu là hòa và thắng. Thì cái động lực của cầu thủ cũng được tăng cao hơn, và cái hướng chơi tấn công thì bây giờ nó cũng thể hiện tốt hơn cho cái trận đấu này. Thì qua cái hai hiệp thì đội bóng cũng tổ chức được cách chơi phòng thủ, bắt bài được đội bạn. Tuy nhiên thì cũng có những cái sai sót về cá nhân thì dẫn đến cái bàn thua như vậy. Tôi rất là vui khi mà mỗi trận đấu trôi qua mấy em tuy nhỏ tuổi nhưng cũng được bắt đầu là cũng thay đổi lần và cũng chơi tốt hơn cho những đội tới.